thì vỡ thằng quay. Điểm số đầu tiên dành cho lớp 10B. Tỷ số hiện nay đang là 3-0 nghiêng về lớp 10B. Dành cho lớp 10A không. Tỷ số hôm nay đang là 3-2 nghiêng về lớp 10D. Dành cho lớp 10A0.
Tỷ số đang là 4-3 nghiêng về lớp 10 A0. Đề nghị trọng tài giơ tay để biểu thị số điểm. Còn 2 phút nữa là hết trận nghĩa hiệp thi đấu thứ nhất giữa hai đội lớp 10 A0 và lớp 10D. 2 điểm dành cho lớp 10D, tỷ số đang là 5-3 nghiêng về lớp 10D. Thi đấu tỷ số đang là 5-4. Tỷ số là 6-5 nghiêng về lớp 10 A0. Cuộc quyết định tỷ số rất quyết liệt giữa hai đội. Hôm nay lớp 10 A0 vẫn đang dẫn với tỷ số 6-5. Trận đấu giờ tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất là 6-5 nghiêng về lớp 10 A0. Sau thời gian nghỉ 2 phút, sẽ diễn ra hiệp thi đấu thứ hai.